Kính chào các bạn yêu cờ. Trong video này, kênh Cờ Tú Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn một ván cờ hay, đỉnh cao hấp dẫn của cái đàn Trung Quốc. Ván cờ đánh trong giải cờ tướng Giác Cấp Liên Tái 2013. Bên đỏ đi tiên là ngoại tinh lấy khách vương thứ nhất, về cờ bên đen thiên mã vương mệnh thần. Chứ 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 Chứ
吃。将军。吃。将军。吃。将军。吃。吃。吃。
吃。将军。吃。将军。将军。将军。
Tướng Duy. Tướng Duy. Chứ. 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 Và từ hình cờ trên sau phần cờ cho thu pháo về thì bên đen của Mạnh Thần anh buông cờ xin thua sau hình cờ đó khi đường công đến từ bên đỏ là quá mạnh. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi, kính chào và hẹn gặp lại.